giai đoạn từ 50 đến 70 tuổi, nhất định phải giữ lại cho mình thứ này. Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, đời người có rất nhiều chuyện xảy ra mà chẳng bao giờ có thể đoán định được hết. Nhất là với những người khi đã bước vào tuổi xế chiều. Cứ ngỡ cái gì mình cũng lường trước được, nhưng quả thực không phải thế. Bạn đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cái. Chớ nên lo lắng vì những điều sẽ xảy ra với các con của mình. Cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào. Bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, bạn sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen tiếng chê nào nữa. Vậy tuổi già phải giữ lại cho mình những điều gì mới là an toàn nhất đây? Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình những thứ rút lui sau để có thể tận hưởng tuổi già bình an và hạnh phúc. Vậy đó là thứ gì? Vì sao người già nhất định phải giữ lại? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Thứ nhất là sức khỏe. Ông Văn và ông Bình là hàng xóm của nhau. Thời còn công tác, ông Văn là giám đốc của một công ty sản xuất gạch. Công việc bận rộn, chẳng mấy khi người ta thấy ông ở nhà. Ngày thì lăn lộn ở nhà máy, tối đến thì ông lại lao vào những cuộc tiếp khách, giao lưu, bắt mối làm ăn, có khi đến khuya mới về nhà. Với những năm tháng lao lực trên thương trường, ở tuổi 60, ông có trong tay gia tài lớn như nhà biệt thự, xe sang, đất đai cũng chẳng thiếu. Còn ông Bình nhà bên chỉ là công chức bình thường, chăm chỉ chịu khó tích góp. Dù công việc có bận rộn thế nào, ông cũng không bỏ thói quen rèn luyện thể dục vào mỗi ngày và có một chế độ ăn uống sinh hoạt rất điều độ. Do đó, ở tuổi xế chiều, ông vẫn có một sức khỏe dẻo dai. Ông thường xuyên tham gia các câu lạc bộ của người già, chơi các môn thể thao yêu thích. Cuộc sống tuổi già dù không quá dư giả, nhưng với ông Bình thế là viên mãn. Trái lại, vừa mới nghỉ hưu, chuyển giao hoàn toàn công việc kinh doanh cho hai con trai, ông Văn tưởng mình sẽ có những năm tháng tuổi già hưởng thụ, nhưng ông lại đổ bệnh. Có lẽ do thói quen thức khuya, uống nhiều bia rượu, nên mới hơn 60 tuổi, ông đã mắc đủ thứ bệnh huyết áp, tiểu đường, gan, lại thêm chứng bệnh gút nên đi lại vô cùng khó khăn. Giờ ông Văn có muốn đi bộ sang nhà con trai chơi với các cháu cũng khó, chứ đừng nói gì đến việc đi đây đi đó, du lịch hay là thăm thú bạn bè và tận hưởng tuổi già. Quý vị ạ, ai ai cũng có ước mơ giàu sang, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mãi đến khi nằm trên giường bệnh, chúng ta mới sâu sắc nhận ra được dùng sức khỏe để đánh đổi tiền tài thực sự là không đáng. Trong cơn bệnh, cơ thể mệt mỏi, thậm chí là hơi thở cũng rất nặng nhọc, chỉ có thể nằm yên trên giường. Khung cảnh bên ngoài dù rất đẹp, nhưng có lẽ chúng ta cũng không có tâm trạng thưởng thức. Tài sản vật chất dù có như núi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bị bệnh nặng rồi, cơm không thể ăn, đi đứng không có sức, tinh thần cũng sa sút theo. Suy cho cùng, ở tuổi già, tiền bạc đủ tiêu, đủ dùng là được. Sức khỏe mới là thứ chúng ta nên theo đuổi và nắm giữ. Bởi đó mới là thứ tài sản vô giá, không tiền bạc nào có thể so sánh được. Tuổi già có gì cũng được trừ có bệnh, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì.
Cho nên hạnh phúc của tuổi già nó không nằm ở danh lợi vật chất mà xuất phát từ sức khỏe và sự dẻo dai. Thứ hai, bạn tri kỷ. Mỗi khi cô đơn, lòng tràn đầy tâm tư, lúc đó người già chỉ muốn được chốt bầu tâm sự bên những người bạn tri kỷ. Tuổi già, tình bạn không giống như là tuổi trẻ đâu. Mỗi độ tuổi, chúng ta có cách thể hiện tình bạn khác nhau. Tình bạn thân ở tuổi già được thể hiện một cách nhẹ nhàng bên tách trà, miếng trầu, cùng nhau hàn huyên về một thời tuổi trẻ đầy oanh liệt. Một thời vàng son chói lọi với những nốt thăng trầm trong cuộc sống. Đến độ tuổi này, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc của cảm xúc, hỉ nộ, ái ố. Người già càng hiểu hơn, trân trọng hơn cuộc sống và tình bạn. Bởi tình bạn tuổi già bền bỉ nhưng cũng rất mong manh. Có những người bạn nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng mai lại chia xa mãi mãi. Tuổi trẻ tìm được một người bạn thực sự đã khó, chẳng biết người ta có thật tâm, thật lòng coi mình là bạn hay là những điều gì đó khác. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, tình bạn đã đến thì ắt hẳn sẽ bền lâu. Tình bạn vào giai đoạn này chẳng còn gì phải dè chừng hay là nghi ngại, chẳng còn gì phải tranh cướp hay là ganh ghét. Mọi thứ chỉ còn là đồng cảm và chia sẻ. Cho nên người già chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có những người bạn tri kỷ thân thiết bên cạnh. Vì khi ấy họ bỗng hóa thành một đứa trẻ yếu mềm cả về sức khỏe và sức chống chọi với cuộc đời. Nên họ cần lắm con cái, một người bạn đời và cả người thân bên cạnh. Mọi thứ là vô giá. Thứ ba, bạn đời. Những năm tháng cuối đời của ông Lừng thật quạnh vắng. Không có người thân bên cạnh chăm nom, tiền bạc cũng sắp cạn. Đôi lúc ông chỉ biết cúi đầu tặc lưỡi. Sau khi ly hôn với người vợ đầu, hai ông bà từ đó cũng không muốn liên lạc với nhau nữa. Người vợ thứ hai của ông kém ông mười mấy tuổi, đã có một đứa con riêng. Lý do chính khiến ông luôn chiều chuộng đối với vợ thứ hai là vì cô trẻ trung, xinh đẹp. Ông thừa nhận bệnh chung của đàn ông là thích phụ nữ đẹp. Ông luôn tự hào khi sánh bước cùng người vợ mới của mình. Ngày ấy, ông Lừng đã từng nói với vợ hai rằng ông muốn có thêm một đứa con, nhưng cô vợ trẻ không đồng ý. Cô nói rằng chỉ cần một đứa như bây giờ là đủ rồi, và nó sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Đúng là đứa trẻ rất mến ông, gọi ba vô cùng thân thiết. Dần già ông cũng từ bỏ ý định cùng vợ hai sinh thêm con. Thời gian trôi đi, từ khi đứa con riêng của vợ kết hôn, vợ ông thường bỏ mặc ông ở nhà, chuyển đến nhà con trai ở. Bà bảo bà sắp có cháu, con rất cần bà giúp đỡ. Ông còn lại một mình, tự chợ búa, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân. Những đêm lạnh lẽo, ông Lừng lại nhớ lời khuyên của một người bạn nói với ông năm xưa. Tái hôn là điều không dễ, mày đang trẻ nên sinh thêm đứa nữa, lo xa một chút, ngộ nhỡ chuyện gì xảy ra. Nhưng những năm tháng ấy, ông mải mê chiều lòng vợ trẻ, mải mê kiếm tiền và chưa một lần lưu tâm đến lời nhắc nhở của bạn. Cô đơn lúc tuổi già ập đến, ông lại nghĩ đến hai mẹ con người vợ trước. Đã lâu rồi, ông không có liên hệ gì với họ. Vì thế mà hai cha con cũng chẳng lui tới gì. Cuộc sống của hai mẹ con họ bây giờ ra sao, ông cũng không biết. Nếu biết thì giờ cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Ông cảm thấy có lỗi nếu đến làm phiền hai mẹ con họ. Ông thấy xấu hổ vì từ sau khi ly hôn, ông chưa một lần gửi tiền chu cấp nuôi con. Ông lại nghĩ đến quyết định ly hôn bồng bột ngày trước. Thời gian sao nhanh quá. Chớp mắt một cái ông đã già.
ông Lừng giờ sắp sửa tuổi 80. Ông nghĩ mình xương cốt rệu rã cả rồi, lỡ có vấp ngã ai biết mà đến nâng mình dậy. Vừa nghĩ, ông vừa nắm chắc cây gậy bên mình, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt già nua. Một lần, nhân lúc con trai của người vợ hai đến thăm, ông ân cần nói: "Ba già rồi và đi lại cũng không còn được như xưa nữa, con thường xuyên đến thăm ba nhé." Đứa con chặt lưỡi: "Ba tự tìm một bảo mẫu đi ạ." Tiếng ba lúc này không còn giống tiếng ba thân thiết của ngày xưa nữa. Cuộc hôn nhân thứ hai cuối cùng cũng chỉ là cuộc hôn nhân thứ hai, không thể nào tốt đẹp như những gì ông từng nghĩ thời trai trẻ. Giá mà ông biết lo xa hơn, giá mà ông sống có trách nhiệm hơn, giá mà... Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, như cái tuổi của ông bây giờ vậy. Quý vị ạ, người xưa đối xử tệ bạc với bạn đời khi còn trẻ, thì dần dần người bạn đời cũng sẽ không còn tình cảm với họ nữa. Lúc này, khi đã có tuổi và không vui chơi bay nhảy được nữa, phụ thuộc vào người kia, họ mới hiểu được thế nào là tình nghĩa vợ chồng. Một người già cả không được vợ hoặc chồng chăm sóc, yêu thương, về già tự nhiên sẽ vô cùng cô độc, vắng vẻ như trường hợp của ông Lừng trong câu chuyện vừa rồi. Có thể nói lúc trẻ là yêu, về già là bạn đồng hành. Thời trẻ, tình vợ chồng nằm ở yêu nhiều hơn. Nhưng năm tháng qua đi, nghĩa vợ chồng là nương tựa vào nhau, cùng nhau già đi, cùng nhau chăm sóc cho đến hết cuộc đời. Các con dù có ngoan và có hiểu đến mấy thì chúng cũng sẽ phải có tổ ấm riêng của mình. Người thực sự đồng hành cùng bạn trong cuộc đời chính là người vợ, người chồng kề vai sát cánh. Cho nên muốn có tuổi già hạnh phúc, có người bạn đời đồng hành sớm hôm, những lúc khỏe mạnh cũng như những lúc ốm đau, thì từ khi còn trẻ bạn phải quan tâm, yêu thương họ hết mực. Đừng sống ích kỷ, tệ bạc, bội bạc để rồi nhận cái kết đắng chát khi về già. Thứ tư, có của riêng. Vợ chồng bà Nga đến đây lập nghiệp từ ngày thành phố này còn đang là thị xã. Bà Nga sinh được 4 người con. Thành là con út, cũng là con trai duy nhất trong nhà. Có lẽ vì thế nên Thành được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, muốn gì có đó. Chỉ cần bố mẹ hay các chị từ chối điều mà Thành thích thì Thành lại làm đau chính cơ thể của mình để được đáp ứng. Bao nhiêu năm như thế rồi cũng thành quen. Lần này bán nhà cũng vậy. Ngôi nhà này là bao nhiêu mồ hôi công sức của vợ chồng bà Nga tằn tiện chắt bóp mấy chục năm trời. Tất cả đều đánh đổi bằng cả những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ. Thế mà đùng một cái, Thành nằng nặc đòi bán. Vợ chồng bà Nga vốn là lao động tự do, bao năm đầu tắt mặt tối, cuối cùng cũng tậu được chút đất đai. Rồi bà Nga bàn với chồng: "Các con đều có gia đình riêng, chúng mình bán đi đám đất, chia cho mỗi đứa một ít để tránh sự tị nạnh đố kỵ về sau. Còn cái nhà này, khi nào thằng Thành lấy vợ thì coi như là của vợ chồng nó, và đây cũng là nơi hương hòa của tổ tiên." So với các chị, Thành là đứa được ăn học đàng hoàng. Vì vậy, vợ chồng bà Nga cũng đặt hết mọi kỳ vọng vào đứa con này. Sau ngày con trai út lấy vợ, mảnh đất và ngôi nhà mà bà Nga đang sinh sống cũng nhanh chóng được sang tên cho vợ chồng Thành. Lúc ấy, ông nhìn bà cười nói: "Chúng ta vô sản rồi, giờ vợ chồng thằng Thành nó đuổi mình ra ngoài đường thì cũng phải chịu đấy bà nhỉ." Nghe bố nói vậy, vợ chồng Thành đồng thanh: "Chúng con làm sao có thể bất hiếu với bố mẹ như vậy được ạ? Tài sản này dù đứng tên chúng con nhưng thực chất vẫn là của bố mẹ, chúng con chỉ đang ở nhờ bố mẹ thôi."
Thành trước kia là trợ lý giám đốc cho một doanh nghiệp cũng có chút tiếng tăm ở thành phố này. Nhưng rồi Thành bàn với vợ ra thành lập doanh nghiệp riêng. Ở với bố mẹ chồng được một thời gian, nhưng cơm không lành, canh không ngọt, nên vợ Thành bàn với chồng ra thuê nhà riêng cho tiện. Dù không muốn, nhưng vợ chồng bà Nga cũng đành chấp nhận. Thế rồi câu nói đùa ấy chưa được bao lâu, nay bỗng chốc thành hiện thực. Cả xóm xôn xao về chuyện Thành kiên quyết bán nhà, mọi người đều lắc đầu ái ngại. Khổ thật, đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà bỗng dưng bị chính con trai đuổi ra khỏi ngôi nhà mà cả đời dành dụm tích góp. Ừ, vợ chồng bà Nga cũng đã trên 80 tuổi cả rồi. Mấy cô con gái kinh tế cũng chẳng dư giả gì. Không biết sắp tới ông bà ấy thế nào đây. Cả đời vất vả, cứ tưởng về già được hưởng phúc con cháu an nhàn hơn một chút, ai ngờ. Mà tôi thấy vợ chồng nhà nó đưa nhau đi du lịch đó đây suốt cơ mà. Sao lại đuổi bố mẹ ra đường được như thế nhỉ? Tệ thật đấy. Các ông các bà nhìn đó mà rút kinh nghiệm nhé. Mọi người bàn ra tán vào, ai cũng lo lắng cho người hàng xóm. Bỗng dưng tay trắng, đau đớn hơn lại là chính đứa con ruột của mình đuổi mình ra khỏi nhà. Đây cũng là nơi duy nhất để thờ cúng tổ tiên. Những ngày gần đây, khi Thành làm mình làm bầy, đập bàn đập ghế, thậm chí còn xuống tay với cả chị gái ruột của mình, cũng chỉ để bán được căn nhà mà vợ chồng bà Nga đang ở. Không được bố mẹ anh chị chấp thuận việc bán nhà, Thành cương quyết. Ngôi nhà này mang tên vợ chồng con, nên bố mẹ hay anh chị đều không có quyền gì can thiệp ở đây. Chúng con cần tiền để làm ăn, để trả nợ, nên con bán. Bán rồi thì bố mẹ sẽ ở đâu? Còn nơi thờ cúng gia tiên nữa? Thì bố mẹ sang nhà các anh các chị mà ở, hoặc con có thể thuê nhà nơi khác cho bố mẹ cũng được. Thờ ở đâu mà chẳng là thờ? Nếu bố mẹ không cho con bán nhà, con sẽ chết cho mọi người vừa lòng. Nói rồi Thành vơ vội những thứ xung quanh mình quăng xuống đất, rồi lao mình vào bức tường bên cạnh. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng đồ đạc hòa vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn, khó gọi thành tên. Nghe các con lời qua tiếng lại, bà Nga chỉ biết khóc. Bà khóc không thành tiếng. Bà khóc vì bà biết mình đã dạy con sai cách. Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Mất nhà chỉ là một chuyện, nhưng một người mẹ thất bại trong cách dạy con như bà còn đau gấp trăm gấp nghìn lần. Bà Nga nghẹn ngào trong tiếng nấc. Trời ơi, vậy là thôi tay trắng thật rồi. Quý vị ạ, có câu: dựa người, người chạy; dựa cây, cây đổ; dựa nước, nước chảy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện nhiều người không đáng tin. So với tình cảm, tiền bạc mới là thứ đáng tin nhất. Ít nhất thì tiền của bạn sẽ không bao giờ phản bội bạn. Cho nên bắt buộc bạn phải để lại tài sản phòng thân cho mình lúc về già. Tiền ăn, tiền ở, đau ốm, nghỉ hưu, sinh hoạt hàng ngày, khỏi làm phiền đến con cái. Vì con trai thì có con dâu, con gái thì còn có con rể, sẽ gây khó xử khi cha mẹ và con cái không hợp nhau. Đó là chưa kể nếu con cái bất hiếu thì tuổi già không có tiền, không tích lũy, sẽ rơi vào bi kịch cả về vật chất lẫn tinh thần. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nhàn. Ngày tin Nhàn sắp lên xe hoa loan ra một ngày động trời ở làng Lường. Ở đâu người ta cũng túm tụm để xì xèo bàn tán. Đa phần trong những lời sầm xì to nhỏ đó là của những kẻ vốn có tính hay ghen ăn tức ở và luôn thích dè bỉu, dèm pha người khác
là chính. Chỉ có một số ít người trong nhà và những bạn bè thân thích thì tỏ ý mừng cho Nhàn. Họ mừng thực sự vì ai cũng nghĩ Ngàn sẽ phải ở mãi như vậy và sẽ trở thành bà cô chết già trong nhà. Ở cái làng Lường này, từ xưa đến nay, con gái cứ ngoài 25-26 tuổi mà vẫn chưa có chồng thì được coi như là ế. Vậy mà ở cái tuổi đã ngoài 35 thì Nhàn lại có người đến hỏi cưới. Bố mẹ Nhàn trong thâm tâm dù đang rất muốn con gái mình sớm có được tấm chồng cho giống con nhà người ta, nhưng do thương con nên trước khi gật đầu đồng ý nhà bên kia thì cũng có dò hỏi ý của con gái. Nhàn phần vì không muốn hai ông bà già phải lo lắng thêm cho mình, phần vì thấy ngoại hình của đối tác cũng sáng sủa, ăn nói lại có phần nhẹ nhàng, lễ phép nên cũng gật đầu đồng ý. Nhà chồng Nhàn ở bên làng Sái, cách làng Lường chỉ 2 quãng đồng và một con sông nhỏ. Ông nội của chồng Nhàn ngày xưa thuộc vào dạng giàu có nhất nhì trong cái vùng. Sẵn có tiềm lực kinh tế nên chồng Nhàn đã sớm ra ngoài làm ăn buôn bán. Chừng hơn chục năm về trước, anh đã sang làm ăn tít tận bên Trung Quốc. Mấy năm trước, anh gửi tiền về cho bố mẹ thuê người xây cất một ngôi nhà 3 tầng to đùng ở giữa mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông. Nhà đất to rộng là vậy, nhưng luôn chỉ có 2 ông bà già ở với nhau. Chồng Nhàn chỉ có 2 chị em. Bà chị gái thì lấy chồng ở tận mãi trong Sài Gòn. Họ chỉ thỉnh thoảng mới về thăm 2 ông bà già được 2-3 ngày rồi lại vội vàng đi ngay vì do bận con cái, công việc ở trong đó. Chồng Nhàn năm đó cũng vừa quá ngưỡng 40. Độ tuổi quá phù hợp với một cô gái lỡ thì như Nhàn. Do là con trai duy nhất, lại sẵn có điều kiện nên đám cưới của Nhàn thuộc dạng to nhất làng. Nói chính xác ra thì sự to tát hoành tráng đó chỉ là ở phía đằng trai mà thôi. Họ làm hơn 500 mâm cỗ, khách mời ăn uống liền tù tì trong 3-4 ngày. Sau cưới chừng 1 tuần, chồng Nhàn phải bay gấp sang Anh để tiếp tục công việc. Vậy là Nhàn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với bố mẹ chồng. Vợ chồng mới cưới đã phải xa cách, khiến Nhàn cũng cảm thấy chạnh lòng, song cũng chỉ biết im lặng đồng ý. Đêm trước ngày lên đường, sau khi vợ chồng ân ái xong, chồng có nói với Nhàn: "Bố mẹ anh bây giờ già cả rồi, họ lại không muốn rời xa quê hương đất tổ. Thôi thì cố đợi cho đến khi bố mẹ khuất núi, anh sẽ đón em qua bên đó với anh. Nước anh đẹp lắm." Những lời thủ thỉ đó là động lực để giúp Nhàn vượt qua nỗi cô đơn trong những đêm thanh vắng. Con người ai cũng có sẵn tính ích kỷ, tính toán cho riêng mình. Sự ích kỷ khiến trong đầu Nhàn thỉnh thoảng lại có một ý nghĩ đen tối là mong cho bố mẹ chồng mình chóng chết, chết thật nhanh. Chỉ vì khi họ chết hết thì cô mới sớm được đoàn tụ với chồng. Mỗi lần ý nghĩ xấu xa kia xuất hiện trong đầu đều khiến Nhàn lại ứa nước mắt. Đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua trong đầu Nhàn vào những đêm trằn trọc, thao thức vì nhớ chồng. Thực tế ngoài đời thì Nhàn luôn chăm sóc bố mẹ chồng hết mực. Đôi khi cô còn cảm thấy sự biết ơn từ ánh mắt, nét mặt, sự hài lòng của 2 ông bà. Nhưng mỗi khi đêm về, dẫu Nhàn đã cố tình không muốn nghĩ đến và luôn bị dằn vặt ngay sau đó, nhưng cái ý nghĩ xấu xa kia lại cứ thường xuyên xuất hiện với mức độ ngày càng dày thêm, khiến hầu như đêm nào chiếc gối cũng bị ướt đẫm bởi nước mắt. Nhàn là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Do tư tưởng trọng nam khinh nữ thời đó nên bố mẹ Nhàn đã phải cố đẻ cho bằng được 1 cậu con trai. Chỉ đến khi đẻ đến đứa thứ 4 vẫn tòi ra con gái
thì bố mẹ Nhàn mới quyết định dừng lại. Nhàn sinh ra đúng vào thời kỳ cả nước cùng đói kém. Nhà nào cũng phải làm quần quật cả ngày mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Thế nên, ngay khi sinh ra, bố mẹ bèn đặt tên cho con là Nhàn, để hy vọng cuộc đời nó sẽ được nhàn hạ, sung sướng. Thiếu ăn ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, lẫn khi ra đời, thể trạng Nhàn lúc nào cũng còi cọc, ốm yếu. Từ bé đến lớn, không năm nào là hai mẹ con Nhàn không phải vào bệnh viện huyện một đôi lần. Do thể trạng ốm yếu nên Nhàn thường phải chịu thua thiệt trong các trò chơi ganh đấu với bạn bè. Nếu có trò chơi gì đó mà cần phải chia ra làm hai phe nhóm thì chẳng có đứa nào thích ở cùng nhóm với một người ốm yếu ẻo là như Nhàn. Vậy nên chấp nhận sự thua thiệt đã âm thầm thẩm thấu, len lỏi và hình thành nên tính cách của Nhàn từ thuở bé. Ốm yếu bệnh tật khiến sức học của Nhàn cũng dần dần sa sút, năm nào cũng lẹt đẹt đứng ở cuối lớp. Nếu không phải nhờ vào nhận xét ngoan ngoãn và hiền lành của các thầy cô thì Nhàn đã bị đúp đến mấy bận. Sau này nhiều lúc nghĩ lại, Nhàn phải thầm bật cười vì cái suy nghĩ của thầy cô lúc đó. Họ đâu biết rằng Nhàn cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải ngoan, phải hiền như vậy. Nếu mà trời cho được khỏe mạnh bình thường như chúng bạn thì tính cách của Nhàn cũng sẽ khác. Đó là điều chắc chắn. Nhàn luôn mong muốn được nghịch ngợm và hư hỏng nhưng lại không thể. Học xong lớp 12, biết sức học của mình cũng làng nhàng nên Nhàn không thi đại học mà khăn gói lên thành phố xin làm công nhân trong một khu công nghiệp. Thu nhập của những người công nhân chủ yếu trông chờ vào tăng ca, thêm giờ nên hôm nào cũng tối mịt Nhàn mới về đến phòng trọ. Cuộc sống công nhân tuy có vất vả là vậy nhưng dù sao cũng vẫn đỡ cực hơn là làm ruộng ở quê. Chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để có thể giao lưu, kết bạn, tạo dựng các mối quan hệ, nên ngoài 30 mà Nhàn vẫn còn độc thân. Đấy là Nhàn nghĩ ra lý do như vậy để tự an ủi cho bản thân mình. Chứ thực tình thì Nhàn biết nguyên nhân chính là do mình xấu. Không đúng, phải nói là quá xấu thì mới chính xác. Nhàn lờ mờ biết rằng mình xấu khi bắt đầu bước vào cấp 3. Khi đó phần tâm hồn thiếu nữ ít ỏi ở trong con người Nhàn cũng phát triển đến giai đoạn đủ tinh tế để có thể nghe được những lời thầm thì to nhỏ của đám bạn trai cùng lớp phát ra từ phía sau lưng mình. Nhưng Nhàn chỉ biết chắc chắn rằng mình rất xấu và một ngày chợt phát hiện ra những đứa bạn gái vốn chơi rất thân với nhau từ nhỏ, bỗng tự nhiên nó tỏ ra không còn thân thiết như thuở nào. Nhàn bắt đầu phải đánh đổi thêm nhiều sự thua thiệt khác để đổi lấy việc duy trì mối quan hệ bạn bè. Đời công nhân vất vả nhưng trôi qua rất nhanh. Những người thuê chung phòng trọ với Nhàn cứ liên tục thay đổi. Đứa này vừa ra thì lại có đứa khác thế vào. Nhàn nhẩm tính ra thì thấy đứa nào ở lâu nhất cũng chỉ tầm 3 năm là cũng đi lấy chồng rồi chuyển ra ngoài sống. Bình quân chỉ cần 3 năm là quá đủ cho một cô gái từ lúc chân ướt chân ráo bước từ quê ra thành phố, bắt đầu làm công nhân, tạo dựng các mối quan hệ, lựa chọn và tiến tới quyết định kết hôn với một người đàn ông. Vậy mà với riêng Nhàn, đã 15 năm trôi qua, quãng thời gian dài gấp 5 lần của một người bình thường, nhưng cô vẫn một mình lẻ bóng. Sống với hàng chục bạn trọ trong nhiều năm, nên Nhàn tự rút ra một điều là những người con gái xinh đẹp thì có thể ốm yếu cũng được. Vì khi họ ốm hoặc chỉ mới nhấc đầu sổ mũi một tí chút thì sẽ có người đến thăm nom hỏi han. Còn đã là con gái xấu xí thì phải luôn luôn khỏe mạnh,
không được phép ốm, vì có ốm cũng chỉ có một mình nằm một chỗ mà khóc cho tới khi tự khỏi thì thôi. Nhàn biết vậy nên luôn ý thức phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Nhưng sức khỏe con người thì đâu phải cứ muốn là có và muốn giữ là được. Một lần về quê lên phải đi xe buýt về nơi thuê trọ. Hôm đó Nhàn phải kệ nệ xách một chiếc túi to đùng bước lên xe, rồi đứng chôn chân giữa một đám đàn ông có đủ cả già lẫn trẻ đang ngồi trên ghế. Sức yếu lại do vừa bị say xe nên Nhàn chỉ thầm mong có một người đàn ông nào đó tử tế đứng dậy nhường chỗ cho mình. Song tất cả những người đàn ông hôm đó đều cố tình lờ đi trước ánh mắt gần như van xin của Nhàn. Khi xe chạy được cả chục cây số rồi thì Nhàn không còn trông mong gì vào sự tử tế của đám đàn ông kia nữa. Họ gật gù và cố tình giả vờ ngủ để không phải để ý đến một cô gái yếu đuối đang muốn dìu đi vì mệt. Nhàn thất vọng nghĩ, đúng là một lũ đàn bà trong hình hài đàn ông. Nhưng Nhàn nhanh chóng biết rằng mình đã nhầm. Ngay ở bến tiếp theo, khi xe dừng lại và có một cô gái cao ráo trắng trẻo vừa mới bước chân lên xe buýt, thì cả 5-6 người đàn ông quanh đó vụt đứng dậy cùng một lúc để nhường chỗ, khiến cô gái kia cũng phải bối rối mất một lúc vì không biết lựa chọn ghế nào. Nhìn thấy cảnh tượng lúc đó khiến Nhàn chạnh lòng xót xa, và mỗi khi nhớ lại, cô lại có cảm giác bị tổn thương ghê gớm. Sau đó, Nhàn tự đưa ra một kết luận là đàn ông bị mù hoàn toàn trước những người con gái xấu, và đã là con gái xấu thì phải có sức khỏe để có thể tự lo được mọi thứ, chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đàn ông. Nhàn thường nghe nói con gái lớn tuổi mà chưa lập gia đình thường hay bị bố mẹ thúc giục chuyện chồng con, nhưng bố mẹ cô thì không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Nhàn đủ tinh tế để nhận thấy những ánh mắt lo lắng thương cảm từ bố mẹ, và biết rằng họ không giục chuyện đó không có nghĩa là họ có tư tưởng tiến bộ gì cả, mà chẳng qua họ biết với nhan sắc của con gái mình thì dẫu có giục nữa, giục mãi thì con gái họ cũng không thể có được một tấm chồng tử tế. Còn nếu chịu đánh đổi để lấy lại một người nào đó làm chồng thì họ cũng không muốn. Tưởng cuộc sống đời người công nhân cứ thầm lặng trôi qua theo năm tháng, cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Khi đó Nhàn sẽ về quê sống với bố mẹ. Nhưng làm công nhân được tròn 15 năm thì Nhàn bỗng nhận được quyết định cho thôi việc. Công ty cho cô nghỉ với lý do cắt giảm lao động. Song cô và bạn bè đều biết lý do thực sự mà những người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị cho thôi việc là để công ty tuyển vào một lớp công nhân mới trẻ tuổi hơn. Vì người trẻ tuổi vừa nhanh nhẹn lại dễ dàng chấp nhận một mức lương thấp hơn. Vậy là Nhàn khăn gói từ thành phố về quê, quay trở lại với công việc làm ruộng khi đã gần 35 tuổi. Nhà chồng vốn từ lâu đã không còn làm ruộng, nên từ ngày về làm dâu, Nhàn không phải trồng cấy gì cả. Hàng ngày cô chỉ có đi chợ, cơm nước, giặt giũ và chăm sóc cho hai ông bà già. Công việc tuy không vất vả như làm ruộng, nhưng nó cũng cuốn Nhàn từ sáng cho đến tối. Thỉnh thoảng cũng có được một chút thời gian rảnh rỗi. Mỗi khi như vậy, Nhàn lại chạy qua nhà mẫu giáo của làng, vừa phụ giúp hai cô giáo, vừa chơi với lũ trẻ con. Nói là nhà mẫu giáo cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái nhà kho cũ của hợp tác xã ngày trước. Lớp học chỉ rộng chừng 20 mét vuông mà có tới gần 30 đứa trẻ, từ 1 đến 5 tuổi. Lũ trẻ con ở quê bao giờ cũng nghịch, nên hai cô giáo lúc nào cũng phải đánh vật với bọn chúng.
thanh niên trai gái trong làng hầu như cứ học hết lớp 12 thì dắt díu nhau lên thành phố. Đứa đi học, đứa đi làm. Câu nói giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố lúc nào cũng đúng. Nên thanh niên trong làng chỉ thấy đi thì lắm mà ít thấy người trở về. Đám thanh niên ra ngoài chừng vài ba năm thì đứa lấy vợ, đứa lấy chồng. Chúng sinh con đẻ cái rồi gửi con về quê cho các ông bà nuôi nấng. Nhiều cô gái nhẹ dạ phải làm mẹ đơn thân cũng gửi cháu về cho ông bà ngoại chăm nom. Vậy nên thanh niên trong làng thì chẳng thấy có, nhưng trẻ con thì vẫn cứ nhiều lên. Thời của Nhàn ngày trước thì làm gì được đi học mẫu giáo. Trẻ con cứ đến 6 tuổi là tự động vào lớp 1 của trường làng. Nhưng giờ đã khác. Lũ trẻ phải học mầm non, mẫu giáo rồi mới được vào tiểu học. Bậc học thay đổi nhưng cơ sở vật chất thì chưa theo kịp. Nên 30 đứa trẻ con trong làng vẫn chỉ học chung một lớp học nhỏ tạm bợ. Với Nhàn thì chỉ có những lúc được chơi đùa với lũ trẻ con là khoảng thời gian vui nhất. Cô như được sống lại với những ký ức tuổi thơ của chính mình. Nhưng sau đó, mỗi khi đêm về, những hình ảnh của đám trẻ con khi chúng chơi, chúng ăn, chúng cười lại mang đến cho Nhàn một cảm giác buồn bã, chạnh lòng. Mỗi khi như vậy, Nhàn luôn thầm ước chồng mình sớm về và cô sẽ sớm có được một đứa con của chính mình. Nhàn những tưởng chồng mình chỉ đi lâu chừng dăm tháng, cùng lắm là một năm sẽ về thăm nhà. Ai ngờ anh đi một lèo đến gần 5 năm mới có một lần về. Lần đó cũng chính là ngày mẹ chồng Nhàn mất. Tang lễ cho mẹ xong, anh lại hớt ha hớt hải quay trở về Anh Quốc. Trước khi chồng đi lại thủ thỉ rót vào tai Nhàn: chỉ còn có mỗi bố nữa thôi, em cố gắng chịu đựng nhé. Bằng câu dặn dò chân tình đó, Nhàn tiếp tục ở lại chăm sóc bố chồng. Sau khi vợ mất, sức khỏe của bố chồng Nhàn suy sụp nhanh chóng. Ông ốm đau liên miên. Đôi lúc Nhàn tự dằn vặt trách mình, bởi cô cho rằng những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong những đêm khuya thanh vắng của mình đã góp phần làm cho ông già sinh bệnh. Sau khi một cơn đột quỵ thì bố chồng Nhàn phải nằm bẹp trên giường. Mọi chăm sóc, cơm ăn, thuốc uống hàng ngày đều đổ dồn lên đôi tay bé nhỏ của Nhàn. Cũng may chồng cô thường xuyên gửi tiền và gọi điện nhắn nhủ, động viên, khiến Nhàn có đủ sức khỏe và nghị lực để chăm nom cho ông cụ. Bố chồng tuy nằm một chỗ, song đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo. Mỗi khi nhìn con dâu hết lòng chăm sóc mình, ông lại ứa nước mắt. Dẫu không phải là người tinh tế, song Nhàn vẫn thấy sự thương cảm xót xa từ trong ánh mắt của bố chồng dành cho mình. Được bố chồng đồng cảm, thấu hiểu khiến Nhàn cũng cảm thấy ấm lòng. 3 năm sau thì bố chồng Nhàn cũng mất. Trước lúc nhắm mắt, ông cố gom góp chút sức tàn cuối cùng của mình và nắm chặt lấy bàn tay của Nhàn rồi phều phào trong nước mắt: bố xin lỗi con. Nhàn có cảm giác lúc đó ông phải thật khó khăn lắm thì mới có thể thốt ra được từ con ra khỏi cửa miệng. Nhàn còn chưa kịp hỏi lại lý do vì sao phải xin lỗi mình thì ông đã chút hơi thở cuối cùng. Gia đình chị gái chồng Nhàn về sớm hơn do ở gần. Chồng Nhàn cũng bay về gấp ngay sau khi biết tin bố mất. Có điều anh ta không về một mình mà dẫn theo một người đàn bà và 2 đứa trẻ, một trai một gái, đều tầm trên 10 tuổi. Nhàn như muốn ngất xỉu ngay khi chồng bước đến gần rồi ghé sát vào tai mình, nói nhỏ như gằn lên từng lời: tôi đưa vợ con về chịu tang ông cụ, cô đừng làm to chuyện, có gì xong xuôi hết hãy nói chuyện. Chẳng cần đợi hết tang lễ của ông cụ, qua lời thì thầm xì xèo của mọi người tới tai mình thì Nhàn đã biết
Hóa ra anh ta hỏi cưới Nhàn về bên này chỉ nhằm mỗi một mục đích duy nhất là để chăm sóc cho hai ông bà già đang trong giai đoạn gần đất xa trời. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren xuất hiện trong đầu Nhàn. Lúc này Nhàn mới lờ mờ hiểu tại sao ông cụ trước lúc lâm chung lại nói lời xin lỗi mình. Chứng tỏ ông già cũng biết được chuyện này. Nhàn nghĩ vậy thì uất nghẹn không nói lên lời mà chỉ thầm kêu lên trong đầu. Trời ơi! Sao trên thế gian này lại có kẻ đều giả đến thế này không biết? Sao số tôi lại khốn nạn thế này chứ? Nhàn định bỏ về nhà mẹ đẻ ngay khi biết được sự lừa dối của gia đình chồng. Song sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến cảnh ngày xưa chính ông già cũng đã sang đến tận nhà mình để cưới hỏi nên Nhàn tặc lưỡi. Dẫu sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Đám tang ông già đông hơn thường lệ. Người ta đến viếng vì thương xót cho người chết thì ít, mà đến vì tò mò với hành xử của những người đang sống thì nhiều. Nhưng tất cả đều phải ra về trong thất vọng vì đám tang vẫn diễn ra một cách bình thường như bao đám tang khác. Nhàn khóc nức nở trong suốt thời gian tang lễ cho ông già. Nhưng cô không khóc để tiếc thương cho ông ấy, mà chỉ khóc vì thương cảm cho số phận hầm hiu, cay đắng của chính đời mình. Qua màn nước mắt, Nhàn có thể nhận thấy rõ được sự thương hại toát ra từ ánh mắt của những người đến viếng. Hai ngày thì tang lễ ông cụ đã xong. Chồng và con gái bà chị cũng phải về Sài Gòn do phải nghỉ quá nhiều. Sau khi khách khứa vừa ra về hết thì một cuộc họp nhanh chóng được hai chị em chồng Nhàn tổ chức. Nhàn nghĩ mình chẳng còn gì liên quan tới họ nên định bỏ về bên nhà mẹ đẻ thì bà chị chồng chạy ra gọi bắt phải quay về cùng dự họp. Bà chị chồng là người mở lời đầu tiên. Ông bà giờ mất cả rồi, vậy cậu định thế nào? Chị nói định đoạt cái gì cơ? Thì tôi hỏi chuyện đất cát ông bà để lại đấy. Giờ cậu định xử lý thế nào? Chồng Nhàn tỏ vẻ chưa hiểu hỏi lại. Chị hỏi vậy là sao? Ông bà có mỗi tôi và cậu. Nếu mảnh đất mà nhỏ thì tôi chẳng nói làm gì. Nhưng mà mảnh đất này rộng không dưới 7.000 mét vuông. Tôi phải có phần. Vậy cậu định thế nào? Người đàn bà theo chồng Nhàn về chịu tang vội xen vào. Chị là phận đàn bà, lại lấy chồng xa, đòi đất đòi cát để làm gì? Cô là người ngoài. Chị chồng Nhàn vội dằn vặt. Cô không được có ý kiến về việc này. Sao tôi lại không được có ý kiến? Chị kia trừng mắt phạc lại. Tôi là vợ của em trai chị, là con dâu của ông bà đấy. Con dâu ư? Ai chấp nhận? Cần gì ai, chỉ có pháp luật chấp nhận thôi. Nhàn, bà chị chồng quay quắt lại phía Nhàn. Cô có giấy đăng ký kết hôn không? Tưởng đâu đã chắc chắn bị ế đến chết già. Vậy mà bỗng nhiên lại có người đến hỏi cưới, khiến Nhàn cùng người nhà cô quên mất một việc quan trọng là tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhàn cũng có nghĩ đến việc đó. Song với tâm lý mặc cảm, mình là người ở cửa dưới nên cũng không dám lên tiếng đòi hỏi. Sau đám cưới hoành tráng do nhà trai tổ chức, lại cộng với sự thương yêu quý mến của cả bố mẹ chồng dành cho mình, thì Nhàn càng thêm phần nể phục và tin tưởng hoàn toàn vào nhà chồng, nên quên mất việc phải đi đăng ký kết hôn. Mà có thì cũng chẳng để làm gì. Nhàn nghĩ vậy. Vì vốn chịu thiệt thòi từ bé nên không quen với việc đòi hỏi bất cứ một điều gì đó cho riêng mình. Thấy Nhàn lắc đầu, bà chị quay lại nhìn hai người kia hỏi. Thế cô có giấy đăng ký kết hôn không? Sao không? Tôi biết sẽ có người hỏi nên có mang về đây nếu chị muốn xem. Đến lúc này Nhàn mới lờ mờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra mục đích của cuộc họp này là để tranh giành quyền thừa kế mảnh đất mà hai ông bà già để lại.
nghĩ mình không cần phải ở lại để tham gia tranh cãi với đám người này. Nhàn lẳng lặng bỏ ra ngoài rồi lấy xe chạy thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Vừa đi, Nhàn vừa nghĩ. Đúng là một lũ khốn nạn. Bố vừa mới nằm xuống đã cãi nhau để tranh chia đất cát. Tin giật gân trong làng truyền đi nhanh hơn cả mạng xã hội. Ngày hôm chồng Nhàn đưa vợ con anh ta về chịu tang bố đẻ, thì bên này bố mẹ Nhàn cũng đã nhanh chóng biết rõ đầu đuôi mọi việc. Họ cũng rất uất hận, nghẹn ngào không nói lên lời. Tủi nhục, xấu hổ, nỗi ê chề khiến cả hai ông bà đều không dám bước ra khỏi nhà kể từ lúc biết tin. Chỉ sợ con gái nghĩ quẩn mà làm điều dại dột, nên khi thấy con gái về, hai ông bà cùng chạy ào ra đón. Ba người lặng lẽ dìu nhau vào nhà mà chẳng ai nói ra một lời nào. Nhàn xin phép bố mẹ đi nghỉ sớm rồi vào buồng nằm. Đến lúc này Nhàn đã cạn khô nước mắt nên không thể khóc dẫu rất muốn. Tầm gần trưa hôm sau thì bà chị chồng của Nhàn tìm tới. Hai ông bà già tuy trong lòng đang rất căm ghét người nhà của thông gia, song vẫn cố kìm lòng ngồi tiếp khách để giữ phép lịch sự. Nhàn gượng dậy bước ra cửa, nhìn chị chồng và hỏi: "Chị tới tìm tôi có việc gì nữa?" "Hôm qua chị tưởng cô có cái giấy đăng ký kết hôn." "Có thì để làm gì chứ?" Nhàn chua xót nói. "Cô bình tĩnh nghe chị nói đã. Chị tưởng có thì đòi thêm phần cho cô." "Tôi đâu cần đất cát." "Cô phải có phần chứ. Dẫu pháp luật không công nhận cô là vợ thằng Khánh, nhưng đã có bố mẹ chị và anh chị công nhận. Chị biết cô đang căm giận thằng Khánh, anh chị cũng rất tức giận khi biết nó lợi dụng cô như vậy." "Anh chị không biết thật sao?" "Có thể cô không tin, nhưng việc anh chị không biết đến âm mưu của thằng Khánh hoàn toàn là sự thật." Bà chị chồng Nhàn nói đến đây thì thò tay vào túi sách, lấy ra một tờ giấy gấp đôi đặt lên mặt bàn rồi nhìn Nhàn nói: "Đây là phần quyền lợi con dâu của cô." "Nó là cái gì vậy?" 10 sào đất thổ cư." "Tôi không nhận đâu." "Dẫu cô không nhận thì nó vẫn là của cô. Cô muốn làm gì với nó thì làm. Sáng nay chị đã ra xã làm công chứng chuyển giao toàn quyền sử dụng hết cho cô rồi. Thôi chị đi đây." Bà chị chồng Nhàn đứng lên rồi nói thêm: "Một lần nữa chị thay mặt cả linh hồn hai ông bà để xin cô tha lỗi vì cái tội của thằng Khánh." Bà chị chồng đi được một lúc mà Nhàn vẫn ngồi tần ngần nhìn ra cửa. Nhàn chị bừng tỉnh khi nghe giọng bố hỏi: "Vậy giờ con định tính sao?" Nhàn không vội trả lời bố. Những hình ảnh rút gọn cuộc đời Nhàn lần lượt lướt qua trong đầu như một bộ phim được phát ở tốc độ nhanh. Hình ảnh bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo xuất hiện rồi đột nhiên dừng lại khiến Nhàn nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Con nghĩ rồi, con chẳng dùng đất cát đến nhà họ làm gì, nhưng con vẫn lấy. Con sẽ hiến đất cho xã để xây trường mẫu giáo cho bọn trẻ con." Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.